bao nhiêu tiền được không? Nhà bị sao? Được hai đứa chồng được không? Được con đứa chồng này. Này ước gì? Này sao nè? Nhiều tiền hả? Ước cho chị nhiều tiền. Hai đứa nhé. Hai đứa kia cậu ước gì không? Cậu ước tội cho đứa. Hả? Bị xây nhà. Bị xây nhà. Nhà bị thay. Không, nhà bị thay cho mình. Bị xây nhà. Hai đứa mua nhà được không? Biết cho mày mua nhà luôn. Ước nhà bị thay thôi chứ là con xây nhà bị thay. Con ta là ước cho bách người làm nhiều tiền. Hồi nền xong á, nó bắt bực lên lại cho anh hồi tiếp là hồi 70 lưng luôn. Không hát gì vậy? Thôi khỏi cần hát đi mày. Ôi, xin một mùa gì ăn cho mày? Bánh gì vậy? Nhân xé bếp á. Nhân gì á? Không, nên gì mà bánh bắp. Bắp hả? Bánh bắp hả?